Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ đi vào chủ đề mới, đó là My face and my body. Khuôn mặt và cơ thể của tôi. My face and my body. Chúng mình cùng học các từ mới về các bộ phận trên khuôn mặt và cơ thể nhé. Ở đây đó là phần đầu của mình. Chúng ta có từ head, đầu. Và ở trên phần đầu này có sẽ có những bộ phận nhỏ khác, đó là tóc, hair, khuôn mặt, face, cái miệng, mouth, tai, ear, mắt, eye. Và trên cái đầu của mình, trên khuôn mặt của mình còn có một bộ phận nữa, đó là nose. Trong miệng thì chúng ta sẽ có răng. Một cái răng sẽ là a tooth. Mà nhiều răng thì chúng ta sẽ có từ teeth. Các bạn lưu ý nhé. Và chúng mình học về một nhân vật rất là đặc biệt trong sự tưởng tượng của các bạn, đó là một con quái vật, monster, và một người ngoài hành tinh, alien. Hôm nay chúng mình học câu hỏi để xem một người nào đó, một con vật nào đó trông như thế nào bằng câu hỏi what does look like, trông như thế nào. Và khi hỏi về một người, một con vật nào đó trông như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng he, she, it, has. Động từ has có các bộ phận nào đó như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ này. What does an alien look like? Một người ngoài hành tinh sẽ trông như thế nào nhỉ? À, bạn có thể nói là he has. Người ngoài hành tinh thì đây cũng là người nên chúng ta có thể thay thế bằng he. Anh ấy, he has. Anh ấy có. Ví dụ trong tưởng tượng của cô, một người ngoài hành tinh là he has a green face and two big eyes. Anh ấy có một khuôn mặt màu xanh và có đôi mắt rất to. He has a green face and two big eyes. Hoặc một con quái vật sẽ trông như thế nào? What does a monster look like? Monster là một con vật. Chúng ta có thể dùng từ it. It has. Nó có. Ví dụ, cô thấy là con quái vật nó sẽ như thế này. It has a blue face and three big eyes. Một con quái vật nó sẽ có một khuôn mặt màu xanh da trời và có ba cái mắt rất là to, three big eyes. Một con quái vật khác nó lại trông khác. What does a monster look like? It has a green face, five eyes and four legs. A green face, khuôn mặt màu xanh lá cây, five eyes, năm cái mắt và four legs, bốn cái chân. Đúng là một con quái vật rồi phải không các bạn? Vậy bây giờ các bạn sẽ luyện tập để hỏi và trả lời về tưởng tượng của mình một con quái vật như thế nào, một người ngoài hành tinh như thế nào, hay là một người nào đó mà các bạn quen biết trông như thế nào nhé. Goodbye.